Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện trong tập truyện kể trước giờ đi ngủ của tác giả John Carleton, minh họa Jessica Albert, người dịch Huy Hoàng. Nào, cùng bắt đầu thôi. Ốc sên cơi tầm. Buổi sáng khi tớ thức dậy, ốc sên bảo: "Tớ cứ hay thấy nhói nhói ở sừng." "Thật á?" Hư cao cổ đáp. "Buồn cười ghê, tớ cũng thế. Đau rầm ràng, cứ như thể có kiếm bò." "Ờ," ốc sên nói, "cứ nóng như lửa đốt ấy." "Như thể có ai kéo mạnh sừng mình vậy," hư cao cổ tiếp. "Chuẩn," ốc sên nói, "tớ bị đau giống thế đấy." Chúng gật gù và lấy làm hài lòng rằng đã chia sẻ cùng nhau lời than phiền buổi sáng. "Tất nhiên," hươu cao cổ nói, "những chuyện như thế này làm sao tới bàn với chim sẻ được." "Đúng," ốc sên bảo, "có nói với rùa đất cũng như không." "À, nhưng tớ có thể trò chuyện với rùa đất về việc cơi nới." "Cơi nới?" hươu cao cổ hỏi. "Cơi nới là gì vậy?" Nó nhìn chằm chằm vào ốc sên, vẻ giễu cợt. Ốc sên chậm rãi cân nhắc từng lời, rất khó để giải thích. Hươu cao cổ cố nghĩ ra một thứ gì đó cũng rất khó để giải thích, nhưng không thể tìm ra ngay tắp lực. Nó cấm cản lào bào rồi bỏ đi. Ốc sên mới có cuộc nói chuyện dài với rùa đất, cả hai đều thấy chỗ ở của mình quá chật chội. Sự thể càng tệ hơn khi có khách và trời mưa. Rùa đất muốn một cái lều có mái hiên, nhưng thế có vẻ hơi lệch nhỉ, nó băn khoăn. "Hay mình lắp thêm một cái cánh ở bên kia?" Nó cho đó là một ý hay. Ốc sên thì thích cơi tầng. Sáng hôm ấy, sau khi trò chuyện với hươu cao cổ, nó quyết định bắt tay ngay vào việc cơi nới. Hẳn còn sớm, thời tiết thì mát mẻ, mà ốc sên chỉ cần cơi thêm có một tầng. Đến cuối giờ chiều, việc cơi tầng xong xuôi. Thậm chí ở mặt tiền còn cất thêm một ban công nhỏ để mình ló ra ngó ai đó đi đằng xa lại. Ốc sên tự nhủ vẻ hài lòng. Chiều tối, ốc sên tổ chức tiệc mừng tân gia. Các con vật được phép lần lượt từng con một lên đứng trên ban công vẫy chào những con khác. "Chào nha!" Những con đứng dưới reo. Tối muộn, hươu cao cổ bước lên ban công. Nó cúi xuống, cổ gần chạm đất. Nó ra dấu với chim hồng hạc. "Chúng mình nói chuyện nhã nhát đi," hươu hỏi rõ to. "Tớ chưa từng có cơ hội bàn chuyện nhã nhát với ai, vì rất khó để giải thích." Nhưng ốc sên bỏ những lời của hươu cao cổ ngoài tai. Nó đóng cửa tầng dưới lại. "Không ai còn cần phải xuống dưới này nữa." Nó hài lòng nghĩ thầm, thế là mình được yên thân. Bữa tiệc đến hồi sôi động, ốc sên lên giường đi ngủ. Câu chuyện tiếp theo, hạt bụi. Sát bìa rừng, ông Nghệ có một cửa hiệu nằm dưới khóm hoa hồng. Đó là một cửa hiệu nhỏ, không đục cửa sổ hay bày quầy xếp kệ, nhưng có rất nhiều mặt hàng, toàn những thứ ít khách hỏi mua. Kim bằng lá thông, một nùi bông, một giọt nước, một nhánh cỏ, vỏ cây sồi, nhành liễu héo. "Đôi khi..." Đó là câu trả lời của ông Nghệ khi ai đó hỏi nó có bao giờ bán được món nào không. Một hôm, báo Hoa Mai mở tiệc. Báo chỉ mời những con vật thật đặc biệt. Nó lờ, rán, run đất, ong bóc cày. Nó không mời hà mã, sóc hay kiến. Nó gửi thiệp cho ong bò vẽ, thiên nga, rắn hổ mang, chim hồng hạc, cá hồi và châu chấu. Đến ngày, châu chấu đứng trước gương, soi đi soi lại, trông nó đã đủ bản chứ nhỉ. Nó chỉnh ve áo, hơi ưỡn ngực,
đẩy vai về phía sau, đánh bóng cặp ria thêm lần nữa và nở nụ cười lịch lãm trên môi. Nhưng mà nó tưởng tượng cảnh mình bước vào nhà báo, vẫn còn thiếu một thứ. Một thứ thật đặc biệt, trang nhã. Một thứ gì đó. Chợt nhận ra một thứ gì đó là gì. Nó giáo giác ngó quanh, kéo các ngăn tủ, nhảy đến bên chạn, lục lọ chai lọ, lướt ngón tay trên kệ, nhưng vẫn không thấy thứ cần tìm. Nó chạy vội ra ngoài hỏi chim nhạn. Chim nhạn được mời dự tiệc vào phút chót, đang hào hứng là lượt quần áo. Chim nhạn cũng không giúp gì được châu chấu. Châu chấu bèn chạy đến cửa hiệu của ông Nghệ. Châu chấu nhảy bổ vào cửa hiệu, thở hổn hển. Thở, cần một hạt bụi, nó nói. Cặp râu rung rinh, nó đang rất bối rối. Một hạt bụi. Ông Nghệ trầm ngâm. Tớ nghĩ tớ vẫn còn một hạt đây. Nó dẫn châu chấu đến góc cửa hiệu. Ở đó, sau tấm biển đề cấm ho là một hạt bụi nhỏ xíu màu xám. Châu chấu dí sát mắt vào hạt bụi. Thực ra thì tớ muốn một hạt bụi màu nhạt hơn cơ. Nhưng hạt này cũng tạm được. Tớ phải trả bao nhiêu đây? Xem nào, ông Nghệ đáp. Cả một gia tài đấy. Châu chấu tiếc là nó không biết cả một gia tài đáng giá bao nhiêu. Hơn nữa, nó cũng chẳng mang gì theo. Nhưng mà nó nghĩ, tối nay mình sẽ gặp rất nhiều người xuất chúng, thế nào cũng có ai thừa vài gia tài và không ngại đưa mình một cái. Sáng mai tớ sẽ trả cậu cả một gia tài, nó nói. Thế cũng được, ông Nghệ đáp. Và nó bay lên trần rồi lại bay xuống, vẽ rất khoái trá. Châu chấu hí hửng mang hạt bụi về. Tối đó, châu chấu bước vào đại sảnh nơi báo Hoa Mai mở tiệc. Nó khẽ chững lại ở lối vào, nhìn khắp lượt đầu đoàn khách khứa. Chim hồng hạc mặc đồ hiệu bảnh chọe đứng ngó qua cửa sổ. Linh Dương tay cầm phiến lá dương phe phẩy trước trán. Thiên Nga làm đỏm bằng cách ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rất lung. Báo Hoa Mai bỏ dở câu chuyện với Hưu Đỏ, tiến lại gần châu chấu. Châu chấu, báo hồ hởi. Mời vào, mời vào. Nó chìa móng ra đầy thân thiện. Châu chấu chỉ khẽ gật đầu. Cùng lúc, chấu khẽ nghiêng đầu sang một bên. Rồi, với một cử chỉ duyên dáng, nó phủi hạt bụi khỏi vai, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng và lịch lãm. Câu chuyện tiếp theo, danh sách điều ước của Tề Sát. Một hôm, Dế mở cửa hiệu bán danh sách điều ước. Vì hầu hết các con vật không biết chúng muốn được tặng gì nhân dịp sinh nhật, Dế ngồi trên ghế sau quầy hàng, háo hức xoa tay chờ khách. Vị khách đầu tiên hóa ra là Tê Giác. Tuần sau là sinh nhật Tê Giác, thế mà nó chẳng biết nó thích quà gì. À ha, Dế reo. Nó lấy một tờ giấy và nắn nót danh sách điều ước của Tê Giác. Rồi nó nhảy ra khỏi quầy hàng, đi quanh Tê Giác mấy lần, lẩm ba lẩm bẩm một mình. Nhấc một tay Tê Giác lên, ngó ra sau lưng Tê Giác và quay lại vị trí cũ. Trên bảng danh sách nó ghi: một chiếc bánh cỏ. Một chiếc bánh cỏ ấy hả? Tê Giác hỏi. Chứ sao? Dế nói. Yên tâm, tớ sẽ tặng cậu. Làm hẳn từ cỏ sợi với mao lương hoa vàng và cỏ ba lá ngọt. Tuyệt, Tê Giác nói. Thêm một ít bông kế sữa nữa, Dế nhé. Dế ngẫm nghĩ hồi lâu, nhắm nghiền mắt, dặn hắn và viết lên tờ danh sách. Đủ thứ. Cái gì đấy? Tê Giác hỏi. Cậu không biết à? Dế vặn vẹo. Tớ không, Tê Giác đáp.
Dê nói, thế thì càng tốt. Cậu không biết vì cậu không thể biết, bởi người ta có thể tặng cậu đủ thứ. Dế khoái trá nhảy cẫng lên và áo khoác bay phần phật. Tê Giác cầm theo tờ danh sách, đi đâu cũng chìa cho mọi người xem. Một chiếc bánh cỏ đã được gạt đi vì Dế hứa tặng nó rồi. Tuần sau, vào ngày sinh nhật, Tê Giác nhận được từ Dế một chiếc bánh cỏ trộn với bông kế sữa và đủ thứ từ các con vật khác. Nó vô cùng sung sướng. Câu chuyện tiếp theo, bánh dành cho người không thích bánh. Một hôm, Sóc đang bước dọc bìa rừng thì bắt gặp một chiếc bánh nằm giữa những bông tử đinh hương. Một cái bánh, nó nghĩ, ở chỗ mà sáng thường ngày mình ít nghĩ đến nhất, mình ưng rồi đấy. Nó lượn quanh chiếc bánh. Đó là một chiếc bánh làm bằng hạt sồi với kem và đường đỏ. Mùi thơm ngọt ngào thoảng đến mũi Sóc. Của ai thế nhỉ? Nó băn khoăn tự hỏi. Và rồi nó phát hiện ra một tấm thẻ cài trên chiếc bánh. Chiếc bánh này dành cho người không thích bánh. Ồ, Sóc nghĩ, tiếc thật. Nó thở dài, lưỡng lự một lát, rồi tự nhủ, thôi, không được. Nó thở dài và bỏ đi. Nó ngoái lại vài lần, chiếc bánh ánh lên giữa các bụi tử đinh hương. Sao lúc nào mình cũng thích bánh cơ chứ? Nó ấm ức. Vừa đi, nó vừa nghĩ xem làm thế nào để đoan chắc rằng mình không thích bánh. Nhưng nếu mình không thích bánh, nó tự nhủ, thì tức là mình có thích bánh đâu mà muốn ăn. Điều đó làm đầu óc nó rối tung, và thế là nó quyết định nghĩ về một điều khác. Xong, Sóc mường tượng thật nhanh về dòng chảy rì rầm, về nước sông mát ngọt, về sóng vỗ y oạt, về vẻ lấp lánh của con sông mênh mông. Nó ngồi xuống cỏ, trước mặt nó là dòng sông. Lát sau, cá chép ngo lên khỏi mặt nước, luyên thuyên chuyện trò với Sóc về mưa, rau cải son, ánh trăng và ý niệm thật sự về ẩm ướt. Ẩm ướt chẳng là gì cả, cá chép nói. Mặt trời tỏa nắng và Sóc lắng nghe. Bỗng nhiên Sóc kêu lên, mình không thích bánh nữa. Sóc nhảy bật lên và chạy vụt đi. Cá chép ngơ ngác nhìn theo. Giờ thì mình chịu, chẳng biết được cậu ấy có đồng ý với mình không. Nó lào bào, thất vọng lặn xuống. Sóc phăm phăm la một mặt tới bìa rừng. Nhưng khi gần đến nơi, nó chạy chậm lại và thở dài buồn bã. Mình có thích bánh mà, nó nghĩ. Và mình chẳng làm gì để thay đổi điều đó được. Thôi thì cũng đã đến rồi. Sóc quyết định ngó nghiêng chiếc bánh. Nó gặp kiến. Kiến đang bò quanh, mặt mày căng thẳng. Thỉnh thoảng lại lùi vài bước, nhắm chặt mắt, bịt chặt mũi và xông tới. Nhưng trước khi chạm vào chiếc bánh, nó phanh gấp, lắc lắc đầu. Chào cậu, kiến, Sóc nói. Đúng là một ngày đen đủi, Sóc à, kiến nói. Một ngày siêu đen đủi. Chúng đứng cách chiếc bánh vài bước, lặng lẽ hít hà hương mật ong, nhìn chòng chọc lớp kem dày cùng những trỏm tháp bằng đường ngọt dựng trên chiếc bánh. Tớ chẳng thể đứng nhìn chiếc bánh thêm nữa, Sóc ạ, kiến bảo. Vả là ai à? Mình đi thôi, Sóc nói. Chiếc bánh này không tốt cho bọn mình đâu. Cậu nói phải, kiến đồng tình. Chúng bỏ đi, không thôi nghĩ ngợi. Bỗng, chúng nghe tiếng nhai tóp tép rõ to. Ngoái nhìn, chúng thấy voi đang tợp những miếng bánh lớn. Cậu không đọc tấm thiệp à? Kiến gào lên,
giọng nó run run, chân không trụ vững. Có đọc, voi đáp. Tớ không thích cái bánh này chút nào. Bánh hạt xôi mới cưng chứ. Giá trong bánh có một ít vỏ mía thì cũng đỡ. Nhưng lấy đâu ra? Toán đường với hạt xôi, thế mà cũng gọi là bánh. Và không có vẻ thích thú tẹo nào. Thỉnh thoảng lại còn khịt khịt mũi khó chịu. Voi ăn hết cái bánh. Kiến và sóc đứng nhìn từ xa. Tội nghiệp voi, kiến lào bào. Sóc suýt chút nữa thì thốt lên, chúc cậu ngon miệng. Nhưng nó đổi ý, không nói một lời. Cái câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn sẽ có một hành trình đầy yêu thương và hạnh phúc cùng với Westring Voices.